Xin chào mọi người, hôm nay á mình sẽ quay video để nói về cách cho nhím kiện giao phối nha. Đây, hai bé nhím kiện đang giao phối với nhau, đang ghép với nhau để sinh ra các bé ba bé dễ thương. Đây, đây là bé nhím đực nè, bé nhím cái. Thì nhím kiện giao phối cũng mình thấy cũng tương giống ở chó, đó là bé nhím đực thì ở phần trên bé nhím cái khi mà giao phối đó, thì bọn chúng sẽ ghép với nhau và thời gian giao phối thì tầm 2 phút đến 5 phút, nói chung có thể ngắn hơn hoặc dài hơn tùy thời gian giao phối đó. Số lượng con đẻ ra là không phụ thuộc vào thời gian giao phối nha. Ví dụ bọn nó phối lâu không có nghĩa đẻ nhiều nha, mà phụ thuộc vào bé cái rụng trứng nhiều hay ít thôi đó. Thường thường chúng ta buổi sáng là các bé được sung nên chúng ta bắt bé được bỏ vào chuồng của bé cái rồi bọn nó sẽ giao phối với nhau như thế này nha. Khi mà phối thì tỷ lệ cá bầu mình thấy đó là 95% luôn, 5% còn lại thì một số trục trặc kỹ thuật chúng ta không bàn tới đó. Chuồng nuôi nhím kiện, nếu mà chúng ta nuôi sinh sản á, chúng ta nuôi ô nhỏ như vậy thôi, tầm 30 cm vuông nha, tầm 30 cm, cao 30 cm là cái nhím không bà ra là ok rồi đó. Như thế hai bé nhím chuồng chúng ta đang giao phối với nhau, thức ăn bình nước thế là ok. Chúng ta có thể sắm một vẻ trứng khủng long chúng ta đỡ vào đây nữa là được rồi. Thì khi sau khi phối xong ở tầm 35 đến 40 ngày bé nhím mẹ sẽ sinh từ 1 đến 8 con mà trung bình 3 4 5 con chủ yếu nha. Đó. Mọi người có gì thắc mắc và bình luận phía bên dưới nha, mình sẽ trả lời ạ.